Biết là cái San Diego có tổ chức cái buổi ra đây ngày hôm nay cho tổng thống Trump. Touch me, come.
Giàu
dàng rối ràng. Giờ đây Việt Nam còn thấy đã mơ, mà dọc cầu ngang thẳng trên quê hương ta, hoàng trường xa. Tay súng dập tan là một người con dân Việt Nam, lòng nào làm ngơ trước ngoại xâm, người người cùng nhau đứng lên đáp lời sống mới. Từng đoàn người đi chẳng hề chi ra chế đi trai, giơ cao tay trong cuộc sống lượt. Tổng thống Donald Trump, bởi vì đây chính là quê hương thứ hai của chúng ta và chúng ta yêu thương nước Mỹ hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới cùng với Việt Nam, đúng không ạ? Và khi mà Nhật Lam hát cái bài Việt Nam tôi đâu thì chúng ta lại phải càng quyết tâm dồn phiếu cho Tổng thống Donald Trump.
khi mà chúng ta thấy hàng ngày hàng giờ tổng thống đã đưa những cái chiến hạm rất là vĩ đại tới Biển Đông để bảo vệ đường hàng không, đường hải phận quốc tế, và cũng để bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa và ngăn chặn bọn tàu chiếm đảo, giết ngư dân của chúng ta, đúng không ạ? Đó là một cái minh chứng rõ ràng nhất để chúng ta dồn lá phiếu cho tổng thống Donald Trump kính yêu của chúng ta. Các chị đồng ý không? Quý vị. Yeah. Và chính tổng thống Donald Trump đã ngăn bọn giặc tàu tràn qua Mỹ bằng cách là bắt giam hết cái tụi mà điệp viên, rồi cái tụi mà qua đây cướp tài sản Mỹ, cướp trí tuệ Mỹ, cướp công việc làm của Mỹ, và tống giam hết tụi nó, rồi đóng cửa luôn đại sứ quán của Trung Cộng, xong rồi dẹp luôn các cái khổng tử gì, cái viện khổng tử, để cho tụi nó không có nhồi sọ, tụi nó không có tẩy não, tụi nó không có còn mà làm mưa làm gió như cái hồi mà mười mấy năm trước kia, đúng không ạ? Do đó mà Donald Trump on one year, hãy bầu luôn đảng Cộng Hòa, quý vị đừng quên. Bởi vì thành phần cố vấn của ngài tổng thống Donald Trump rất quan trọng. Chính những cái người mà đứng xung quanh của tổng thống đã làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại. Đúng không? Donald Trump! Donald Trump! Donald Trump! Yeah. Hôm nay em rất hạnh diện khi mà được có gương mặt của ngài trên chiếc áo của em, mái tóc của ngài trên đầu của em, mặc dù em chính là Donald Trump phiên bản lỗi. Thôi bây giờ nói dài nói dai nói dở thôi bác bày. 8 năm 2 nhiệm kỳ, tôi tự nhiệm luôn. Nhảy với em quân của điệu Peace. Mà cầm cờ sao nhảy đi trời. Thank you.
tới đâu là nóng tới đó các bạn. Yeah. Đi, đi tới đâu là nóng tới đó. Yeah. Trước khi chúng ta tiếp tục một ca nhạc nữa thì em xin kể một câu chuyện rất là vui. Ngày hôm qua thì Jimmy có dịp đi parade ở Beverly Hills. Thì Beverly Hills thì không những người Việt mà tất cả các dân tộc khác cùng đến tham dự. Thousand people, không có ai tổ chức hết. Họ tới đó, rồi tới giờ họ đi, không thể unbelievable là họ support ông Trump, thousand people. Mà trong cái người mà support ông Trump đó thì có người Việt. Và cái người Việt đó họ nói như vậy nè: "For more Trump, for more Trump." Bốn ông Trump là đảng dân chủ nó chết tới nơi rồi, bốn ông Trump thì đảng dân chủ nó chết. Cái cô đó là very beautiful. She's a Vietnamese lady. She's very beautiful. And then she's just screaming, "Four more Trump! Four more Trump!" Ông Trump chủ nó chết rồi. Chỉ có cờ là bố ông Trump đó thì nó chạy chết chết luôn. Đó là cái câu chuyện của ngày hôm qua chúng ta có đi. Và tiếp đến là chúng ta có một ca sĩ nữa là chị Carol Kim. Chị Carol Kim đâu rồi? You're not home. I'm changing my heart.
Nice. There you go. Would you say something? Four more years. There you go. Let me see your hand. There you go. Nice. One more year. Let me see. There you go. Nice. Right here. Okay. One more year. Yay. Okay. Yeah, New York, come here. Okay, four more years. There you go. Thank you, sir. Thank you. I love America and I love Mr. President Donald Trump because he gave us all opportunity what we can do to get the better life here. I won't.
There ain't no doubt I love this land. Friends, delegates, and fellow Americans, I humbly and gratefully accept your nomination for the presidency of the United States. From the lakes of Minnesota to the hills of Tennessee,